Xin chào tất cả các nha sĩ, tôi là Diệu Linh, là phát thanh viên của chương trình Radio 4 Dental. Radio 4 Dental là nơi cung cấp những thông tin hữu ích về kiến thức nha khoa cho tất cả các nha sĩ tại Việt Nam. Đánh giá đường đóng hàm. Đường đóng hàm là vận động của hàm dưới từ vị trí nghỉ đến khi các răng tiếp xúc tối đa và được phân tích trên 3 mặt phẳng không gian là đứng dọc, đứng ngang và mặt phẳng ngang. Mức độ xoay hoặc trượt khi hàm dưới đóng lại được ghi lại và phân tích. Mặt phẳng đứng dọc. Trong trường hợp sai khớp cắn hạng 2 thì có thể quan sát được 3 loại chuyển động. A. Xoay hoàn toàn nhưng không trượt, gặp trong trường hợp sai khớp cắn chức năng hạng 2 thật. B. Đóng hàm về phía trước, chẳng hạn như chuyển động xoay và trượt về phía trước. Xương hàm dưới trượt về vị trí phía trước hơn, do đó sai khớp cắn hạng 2 rõ ràng hơn so với những trường hợp cắn theo thói quen. C. Đường đóng về phía sau, chẳng hạn như chuyển động xoay và trượt về phía sau. Trong các trường hợp hạng 2, chi 2, xương hàm dưới trượt lui sau vì tiếp xúc sớm với các răng cửa bị cụp ở hàm trên. Mặt phẳng đứng ngang. Một điều quan trọng đó là cần phân biệt giữa hai loại cắn phủ. Cắn sâu thật sự là do các răng cối nằm thấp hơn so với mặt phẳng cắn thông thường và có thể được chẩn đoán dựa vào khoảng tự do lớn. Tiên lượng của phương pháp điều trị chức năng khá thuận lợi. Cắn sâu giả là do các răng cửa mọc quá mức và điểm đặc trưng của trường hợp này là khoảng tự do nhỏ. Tiên lượng điều trị chức năng trường hợp này không thuận lợi. Mặt phẳng ngang. Trong khi hàm dưới đóng, quan sát đường giữa của xương hàm dưới. Trong trường hợp cắn chéo một bên, phân tích này giúp phân biệt giữa lateral naphi và lateral occlusion. Lateral naphi hay còn gọi là cắn chéo thật sự. Trung tâm của hàm dưới không trùng với đường giữa mặt tại tư thế nghỉ lẫn tư thế cắn khít trung tâm. Lateral occlusion. Trung tâm hàm dưới và đường giữa mặt trùng nhau ở tư thế nghỉ, nhưng ở khớp cắn trung tâm thì hàm dưới bị chệch hướng do sự cản trở của răng dẫn đến đường giữa không trùng nhau. B. Kiểm tra khớp thái dương hàm. Khám lâm sàng khớp thái dương hàm, hay còn gọi tắt là TMG, bao gồm nghe và sờ khớp. Các cơ liên quan đến vận động của hàm dưới cũng như phân tích chức năng chuyển động của hàm dưới. Mục đích chính của việc khám khớp là nhằm tìm xem TMJ có các triệu chứng rối loạn như tiếng kêu răng rắc, lách cách, đau, vận động bất thường, lệch, vị trí thay đổi, giới hạn vận động và các bất thường hình thái khác. Phim X-quang TMJ có thể được chỉ định trong những trường hợp cần chẩn đoán chỉnh nha đặc biệt. Chụp tomogram TMG cắn lớp thông thường và khi há miệng tối đa có thể giúp phân tích vị trí của lồi cầu trong mối tương quan với hõm khớp, độ rộng của khớp, vân vân. Bệnh nhân thiếu niên sai khớp cắn hạng 2, chi 1 và chức năng môi bị rối loạn thường bị ảnh hưởng bởi rối loạn khớp TMG. Do đó, rối loạn chức năng vùng miệng, mặt cần được đánh giá vì nó có thể dẫn đến mất cân bằng tải lực ở khớp, dẫn đến làm tổn hại đến TMJ. C. Đánh giá những rối loạn chức năng vùng mặt, bao gồm đánh giá quá trình nuốt, lưỡi, phát âm, môi và hô hấp. 1. Nuốt. Khi sinh, lưỡi nhô ra phía trước, giữa nướu hai hàm và môi. Do đó, trẻ sơ sinh nuốt bằng cách đẩy lưỡi về phía trước như vậy trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm đầu. Cách nuốt theo kiểu sơ sinh này dần được thay thế bằng cách nuốt của người trưởng thành sau khi các răng sữa mọc hết. Nếu trẻ vẫn tiếp tục nuốt theo kiểu cũ cho đến năm thứ 4 thì đây là một tình trạng rối loạn chức năng vùng mặt, miệng. Sự khác biệt giữa nuốt ở trẻ sơ sinh và người lớn sẽ được thảo luận ở chương viết về các thói quen xấu ở trẻ. 2. Lưỡi. Đẩy lưỡi là một trong những rối loạn chức năng phổ biến nhất của lưỡi. Rối loạn chức năng của lưỡi có thể được đánh giá trên lâm sàng bằng kiểm tra điện cơ, phân tích phim cephalometric, chụp X-quang động, kiểm tra chức năng phát âm và khám thần kinh. Phim cephalogram có thể giúp đánh giá vị trí và kích thước của lưỡi trong mối tương quan với khoang miệng. Tuy nhiên, trong chẩn đoán chỉnh nha, vị trí của lưỡi thường quan trọng hơn kích thước lưỡi. Đánh giá phát âm bằng cách đặt vật liệu lấy dấu đối diện với lưỡi bệnh nhân. Chẩn đoán các thói quen sẽ được trình bày trong chương viết về các thói quen xấu. Sinh viên có thể tham khảo thêm ở chương này. Những điều phát hiện thấy trên bệnh nhân cần được ghi chép lại một cách có hệ thống. Kết luận thu được cần so sánh với những kết quả thấy trên phần phân tích phim cephalometric, không được quyết định tùy tiện nhằm tránh chẩn đoán không đúng. Để nghe lại các số radio, hãy truy cập fanpage Radio 4 Dental. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em.